Xin chào các bạn, thưa các bạn, hôm nay là 20 tháng 10 năm 2019, Khang Audio làm một cái video để giới thiệu cái cách tìm địa chỉ và đi đến với cửa hàng của Khang Audio cho các bạn ở những tỉnh xa mà cũng không quen được với đường phố của Hà Nội. Hà Nội năm giờ này thì nó cũng phát triển rất là nhiều, cho nên là có rất nhiều con đường mới mà kể cả những cái người ở Hà Nội gốc đây đi ra khỏi Hà Nội với quay trở lại cũng còn thấy lạ lắm. Cách thứ nhất mà các bạn có thể đến với Khang Audio đó chính là các bạn mở một cái phần mềm, một cái app điện thoại ra, các bạn xác định cái địa điểm các bạn đang đứng và các bạn tìm chữ Khang Audio trên cái Google Maps và bắt đầu nhận cái lệnh chỉ đường, thì người ta Google Maps nó sẽ chỉ được đường đến cho các bạn đến với Khang Audio con đường ngắn nhất, dễ đi nhất bằng cái phương tiện hoặc ô tô hoặc là xe máy hoặc là đi bộ vân vân. Ngoài ra thì cũng mong muốn là thông qua video này để lợi dụng cái cảnh quay của video này để khoe cái địa điểm cửa hàng của Khang Audio được đóng tại số nhà 154 Nghi Tàm, nơi mà bên cạnh đó là có một cái hồ Tây rất là đẹp. Và để đến được với cửa hàng của Khang Audio thì có 3 con đường có thể đi, 3 hướng đường có thể đến được. Hướng đường thứ nhất là hướng đường từ trong thành phố đi lên qua đường Thanh Niên. Hướng đường thứ hai là các bạn đi từ cầu Long Biên lên hướng Hồ Tây. Hướng đường thứ ba là các bạn đi từ trên đường cầu Nhật Tân rồi cầu Thăng Long về phía trung tâm đều có thể đến được với Khang Audio. Thưa các bạn, hướng thứ nhất mà tôi đang chia sẻ với các bạn là tôi đang đứng ở đây trên đường Thanh Niên. Sau lưng tôi là một cái chùa rất là đẹp, nổi tiếng, đó chính là chùa Trấn Quốc. Và bên tay trái tôi đây chính là đường Thanh Niên. Các bạn lưu ý rằng là đi từ đường, từ trong phố qua đường Thanh Niên đến ngã ba thì các bạn rẽ trái là vào phố Nghi Tàm, đi thêm 100-200m thôi là các bạn có thể gặp được Khang Audio, cửa hàng của Khang Audio ngay bên tay phải đường, số nhà 154. Và chúng tôi tiếp tục mời các bạn một vài cái địa điểm, thêm hai cái địa điểm nữa để có thể đến được với Khang Audio. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn, một cái cách thứ hai để đến với Khang Audio, đây chỗ tôi đang đứng ở đây là trên đường Yên Phụ. Và bên cạnh tôi đây là một cái con đường gốm sứ rất nổi tiếng, được xây dựng vào năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, với rất nhiều hoa văn và họa tiết do đóng góp rất nhiều công sức của rất nhiều nghệ nhân của làng gốm Bát Tràng và của cả Hà Nội để làm nên con đường này. Các bạn đi từ hướng cầu Long Biên lên Hồ Tây, gặp cầu vượt của ngã tư của phố Yên Phụ này với đường Thanh Niên và đường Nghi Tàm, thì các bạn đi qua cầu vượt và đi chỉ thêm khoảng độ hơn 300m nữa thôi là bên tay phải cửa hàng 154 Nghi Tàm của Khang Audio, chính là ở ngay bên tay phải của đường Nghi Tàm. Xin mời các bạn tiếp theo đến một cái chỉ dẫn hướng thứ ba để đến với Khang Audio. Vâng, thưa các bạn, một cái cách đi thứ ba mà các bạn từ phía cầu Thăng Long xuống trung tâm Hà Nội thì các bạn đi theo con đường Âu Cơ đi xuống đến Nghi Tàm. Thì chỗ tôi đang đứng ở đây đó chính là ngã ba giữa đường Nghi Tàm và đường Yên Phụ. Bên tay trái tôi là khách sạn Thắng Lợi và bên tay phải của tôi chính là con đường gốm sứ. Và các bạn đi vào phố Nghi Tàm, đằng sau lưng tôi đây khoảng độ 300m thì cửa hàng của Khang Audio ở bên tay trái, số nhà 154. Các bạn, sau khi các bạn được Khang Audio chia sẻ ba cái con đường có thể đến với cửa hàng Khang Audio 154 Nghi Tàm, con đường thứ nhất là đi từ đường Thanh Niên lên rẽ trái, con đường thứ hai là đi từ hướng của cầu Long Biên lên qua đường Yên Phụ đến đường Nghi Tàm thì nó ở bên phải. Nếu mà các chị đi từ đường trên cầu Thăng Long xuống thì các bạn qua ngã ba Nghi Tàm Yên Phụ thì các bạn nó ở bên tay trái đường. Vâng, cửa hàng của Khang Audio 154 Nghi Tàm thì có mở cửa từ 8:30 sáng đến 18:30 chiều tất cả các ngày trong tuần. Và cửa hàng 154 Nghi Tàm thì có chỗ đỗ xe ô tô cũng như xe máy rất là rộng rãi. Và hy vọng rằng là đây là một trong những cái địa điểm mà chúng tôi rất là nồng nhiệt đón chào các bạn đến để nghe nhạc, uống trà, chia sẻ các cái kinh nghiệm về chơi audio cũng như là làm các cái sản phẩm về DIY audio. Khang Audio xin mời các bạn vào cửa hàng nhé.